đây rồi. Ok, hôm quá. Và Hai xin chào các bạn. Mỗi lần mà tới cái lúc hù này là tôi sợ đó nha. Tới cái mỗi lúc hù này là tôi sợ. Cảnh báo chưa đến nhảy. Cái nhầm nhảy nhảy múa hả? Rồi ok. Và Hai xin chào tất các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chơi lại The Mimic trò tuổi thơ. Thì hôm nay mình sẽ chơi chung với chị hù. Và hôm nay mình sẽ chơi chắc tờ ba. Thì cái lúc mà tụi mình coi là chắc tờ ba mà cái lúc mà chưa revamp á, thì mình đã biết đường rồi, giờ mình sẽ đi, mình sẽ dính gió mà đi luôn. Nhưng mà chị Hai lại đi nhanh hơn. Bởi vì hồi nãy giờ ngồi đợi speed run. Bởi vì nãy giờ chưa có lên trường ngồi. Cái gì vậy? Speed run. Rồi thì hai đứa cũng coi cái lúc chưa revamp rồi nhé nha. Thì ai ngồi đâu nguyên đám mới chơi. Bây giờ mình cũng biết chơi rồi nha. Âm tường. Cái gì vậy trời? Nhớ má rồi không? Ê, má coi xong dừng quên má nha. Không coi đâu. Cái gì? Nữa. Bỏ đi đi đi. Ủa, lộn đường rồi. Cái này. Ủa, sao giờ có cửa nè. Đi đi đi. Ôi, lộn. Cái gì vậy? Nó xịn xịn rồi má. Nhớ 3 0 cái gì 015 3015 rồi. Ok, vô rồi lấy khu. Ủa, à đây. Ủa sao giờ nó nằm trong rừng kho bóng với ta rồi giờ. Ok, get go vô nè. Vẫn 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 vẫn. Mà quá cạo đầu mà cho đẹp. Cái gì? Bây giờ mẹ mà nó có tóc quá rồi. Mã gì? Nói. Ghét rồi. 8 mấy? Nó còn nhớ 8, 7, 4, 9. Đúng rồi, 8, 7, 4, 9. Rồi nhập luôn rồi. Người chết tiệt. Ê nhưng mà giờ này tớ này đứng đớn trên đứng như này hồi trước nha. Giờ này còn nhớ được không? Nhớ. Điều. Ê đừng nha. Là nhớ được. Này chơi lớn luôn. Giờ này không phá sao được. Đồ hỏa là có thể nhìn thấy không ma. Để vô nhìn thôi nha. Ok. Chưa tới chưa. Ok. Chỉnh là chỉnh luôn đó. Và giúp luôn. Rồi mở cửa. Ngồi lắm. Không nhớ là người ta có tuyệt chiêu là nhìn ở đây sẽ có thấy không ma. Con má còn xa. Núp vô đi. Còn nghe tiếng nó đánh. Không má tới rồi. Đơn. Ủa sao? Mà thấy con ma rồi. Con má tới đâu? Ma rình rồi. Má chạy rồi. Lại đi chạy tới cái gì á. À đây. Cái bờ đặt kiếm á. Đặt rồi. Đặt đúng không? Wow, ma xin dí rồi. Ma nó dí vô. Ủa, ma nó dí vô hả? Chúng may mắn rồi sẽ chết. Cái gì? Vô đặt rồi. Rồi. Không là vô đây để là núp đấy chứ. Chứ đặt cái gì đặt. Trời ơi, chị là gần hết stamina rồi. Chứ đây là bọn giúp lộn đi. Chưa tới. Rồi. Nhảy xuống nhảy. Yes. Rồi chết tiệt. Vậy nè, giờ này hai anh em coi rồi giờ này chơi speedrun luôn. Chơi chưa đầy farm nhưng mà vẫn speedrun. Ây da. Ừ, đúng rồi. Ôi, bắn luôn rồi. Ôi, bụng quá, bắt máu. Được rồi, nãy giờ không bắt máu. Oh my god. Xin chết, xin chết. Nít vô tường đó. Nít tượng đó bị mất máu. Má của bộ mẹ ơi. Nay tôi không thấy tôi đụng cái tay luôn á. Rồi, biết cô nè. Ủa, đi cái đâu vậy? Ủa, chưa tới hả? Từ từ, để là nữa. Thôi, để chưa skip dần luôn. Ôi, chết nữa rồi. Sao càng khó leo dữ vậy? Sao dễ
nó kìa. Nhớ hồi xưa là lá cây này dễ leo lắm mà ta. Ui, mày chết tiệt. Khó leo quá à. Trời mới sợ luôn á. Ê, tôi muốn nhìn mặt mày, cái mặt nó là sao? Tôi muốn nhìn cái mặt jump scare của nó. Tôi muốn nhìn cái jump scare của nó là sao? Muốn nhìn mà nó không có cho. Nó méo đầu qua với lại mở miệng. Cái gì? Le bọt. Lưu hộp. Vừa mới bị bước máu xong tay là bọt. Rồi. Ok, em được dùng lên tời. Yes. Chết tiệt. Yes sir. Rồi, làm kỳ rồi. Ủa, làm kỳ là không phải đỏ chỗ nữa. Dạ, con lên tờ. Yes sir. Sao có biết được không? À, mày biết cái TV này hả? Cái TV này. Thôi, là đứng đây để đợi chưa nha. Được không? Ok, nó cho đi ra luôn rồi, bị nhốt đây rồi. Mình nhốt luôn sao nó cầm lao vào đâu. Mình nhốt luôn sao nó cầm lao vào đâu. Cứu hộ, cứu gì? Hả lẽ thấy con ma đứng coi gì gì? Mà là bị kẹt ở chổng luôn rồi. Oh my god, so freaking scary. Mình quay lại thấy nó càng căng thẳng hơn rồi đó nha. Đi rồi. À, cái khúc này là cái khu vậy hả? Nè, con này. Ủa mày có nó đập cửa. Ủa mày có. Cái gì vậy mày? Con này là nó mất tiền. Trời mày hú hổ. Đá kìa bá nuôi trời. Hú hổ. Hú hổ hú gì không? Tôi chưa có coi qua revamp nên tôi hú hổ dữ lắm. Xong mình chết cái bộ lạng ma bị kẹt trong đó luôn, không có ra được. Ê, vụ ma tới ghế sofa ngay đằng sau lọt á. À, có cái chuông nè. Cùi à, là thấy cái đèn, là thấy chỗ này đó. Vụ ma cái gì vậy, nó nằm đâu vậy? Ủa, dưới thấy xác luôn hả? Ờ, what the. Là giờ này cũng cái vụ ma là làm cái một loại vụ ma là chạy vô ghế cái sofa ngay chưa là được rồi, khỏi cần làm gì hết á. Đừng có chạy nha, nghe tiếng của ma mới chạy. Hình như chưa thấy mà nó mới đi chiều mà không thấy con ma không, con ma trong đó người lắm chứ, nghe nhà không có chạy nha. Nhưng nó kìa nó chạy rồi, nó được tay chuông à. Cái gì đây? Con này Mihari Spirit đã được mở khóa và là sẽ chết queo. Cái gì vậy? Chạy đây chứ hậu. Sao lại không nắm ngay tủ được mở kìa.
tủ đừng mở đi nấp. Mở mở mở. Rồi. Cô lên nó mới bị kẹt ngay cái tổ xong rồi lấy cái vật chạy về. Yes. Cái gì vậy? Sao Linh chạy tới? Rồi tìm cái revenge, chứ revenge đâu ra. Revenge chờ. Cái gì đây? Ok. Cái gì đây? Xin mọi người lưu ý cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Xin lưu ý trân trọng luôn á. Đúng kìa. Má má. Tôi lật cái chân rồi đó, bên đây kìa. Cũng thấy con nào hụt. Mẹ ơi, cũng hụt. Chạy thẳng hết được rồi. Được rồi, ok. Ở tốt này, tốt nhà. Cái gì vậy? Ở chỗ nào chưa có ngợn. Ê, con gì đây? Ý, bắt đầu rồi. Nó nghỉ múa rồi, nó nghỉ múa xong cái nó bắt đầu rồi. Ừ, cũng có thể là nghe bên điện thoại của con Chí Hùng. Rồi tụi mình đi kiếm mấy kia. Người ta thấy đồ họa là thấy khó gì. Khó nha, thật khó đi. Cho mấy tảng đá thôi được. Ơ ghê, hú hộ nè. Ơ, thấy nó rồi. Ơ, cái gì vậy? Trời ơi. Nó quẩy đuôi. Nó chút cái đèn. Nó quẩy đuôi kìa. Nó chút đèn ở giữa. Quẩy đuôi bút máu. Ông nấp đau. Nấp gì? Ủa, có cần nước không? Còn chưa không tiếng mà quẩy đuôi nó tán như vợ. Cái xào. Yes. Ê, luôn, tôi đuôi cái rồi. Giờ đi chỗ khác được. Nhìn xung quanh đi. Cầm mấy cái đèn lên, nấp vô đèn. Có một cái con ma. Đâu? Cái Oh my god, chú hồn. Thế là dòng nắng má hồn. Ôi, chết luôn rồi. Chết tiệt. Hửi xuôi cái thằng chết tiệt. Hửi xuôi cái thằng chết. Rồi ghét cô nè. Ok, xong một cái rồi. Giờ này chưa bị no clip. Hồi nãy má nó tán vô đuôi là tán cho đuôi còn phải bị mất máu chứ, tại lần này không bị mất máu, không bị mất máu là người nói là chắc chắn là cái đuôi cuối là không sao. Vừa nói xong vừa nói xong chưa chết rồi à, thấy một cái nữa kìa. Rồi tới nơi chết tiệt. Ba vậy nó quay qua rồi, cái là tới cái cục này rồi. Phá nhà nha, được cái tới là đầu lâu nha. Ôi, vừa mới bật một cục thôi là xong luôn rồi. Bật một cục thôi là xong một cái rồi. Hình như đủ 4 cái rồi đó. Chưa, thì đủ à. Trời ơi. Ủa sao là hồi sinh rồi? Rồi con cứ còn chưa làm đi. Được không? Không làm gì khỏi quyền. Chắc chắn là đã mở rồi. Nó chưa có mở à. Là thấy nó chưa có mở ra, thấy còn cục màu đỏ. Chết rồi, chưa có xong rồi. Hình như là cục cuối cùng là bên chỗ ba. Quẩy nó một lần đuôi thôi là tôi chết rồi, trời ơi là trời. Chết con đến thui, trời ơi, úi giời ơi. Hình như đúng rồi. Cái mắt nó mở chưa? Ủa, chưa thấy nó chưa? Kệ. À, thấy chưa là nói rồi, nó còn một cục mà. Một cái mắt màu xanh lá. Là một cái mắt màu đỏ. Gì mắt màu đỏ trời. Ồ, mắt màu đỏ chưa mở đó. Nhanh lên. Rồi để đi kiếm nè. Rồi đang đi kiếm nhưng mà chưa kiếm được. Quẩy đuôi một lần nói cho chị. Chị đừng quẩy đuôi kiếm nha. Quẩy đuôi tán lại nó đang đánh. Thật không có thấy. You know see. The single. Cái gì?
gì vậy, cái gì vậy? Lucy Gassangan là cho em cá đi chỉ cho. Mà không thấy. Trời ơi, cái gì thấy chú thoát. Cho em cá đi chỉ cho. Trời ơi, con bò đang kiếm mà. Cô má em đang gần chỗ rồi. Mới đi ngang qua kìa. Hãy tự đi kiếm cho. Thì thấy nó rồi. Nó cũng sức mạnh. Vụ ma thôi. Ma nãy, con ma nãy tự đi đại bể. Ma nãy bị mù. À đây. Oh my god, cuối cùng. Yes. Khó nha, đừng chết đó nha. Ê, nó chết rồi. Chắc nghĩ kiếm luôn á. Thôi đừng đai, đừng đai. Đừng. Chỉ còn một phát không đai là được rồi. Chỉ một phát thì quyền không đai. Cái gì vậy? Ba cú đấm. Yes. Không rồi. Yes. Chưa trả tới luôn. Đừng đai, đừng đai. Đừng đai đây. Chỉ còn nguyên là được rồi. Không có đừng đai. Yes. Chưa tới rồi. Đừng đai. Chưa đừng có chạy hết nha. Đợi lần xíu. Đợi lần nha. Ok không? Đợi lần. Come on. Chưa đứng im cho là coi mấy con này cái. Ủa. Không muốn coi. Con nè. Con hồi nãy hù mà nè. Con hết truy nè. Con cái con này là cái con lúc chết tôi một. Ủa, con này con Shizu. À, cái con đá. Cái con này. Oh my god. Con này. À, cái con này là biết con gì? Con chùm nè. Con này con chùm. Rồi con này ma cổ dài. Con này con samurai. Rai. Rồi đi. Đi hở rồi. Chắc chắn tới về nhà rồi. Đúng yes. Về nhà rồi. Yes sir, về nhà rồi các bạn ơi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu mà hay cái video này, cực kỳ là hay, thì mình sẽ chơi chapter 4 lần sau nha. Mai mình sẽ chơi chapter 4.